Vâng, trước màn hình nhỏ các bác và anh em điện tử Tổng Hoa xin giới thiệu một cặp loa Mỹ JBL. Cặp loa này có cái model là M35 đấy, với cấu hình một bát 40, từ của bát được sử dụng từ 19 côn 76 và một mít ép kèn. Đây là một cặp loa bãi Mỹ đấy, còn zin xịn nhé. Với cấu hình là một bát 40 các bác này. Đây là một tép kèn này. Dòng loa này tiếng bát đánh rất sâu, tép lẩy, JBL, cái căng này. Và thùng gỗ vỏ ngoài được bọc một lớp nhựa cao cấp, rất là đẹp. Đây là một cặp loa bên em tuyển chọn còn zin xịn các bác nhé. Và đây là cái thông số và cái mã sản phẩm này. MM35. Đây là một cặp loa bãi Mỹ. Cặp loa này được sản xuất tại Mỹ. Đẹp xuất sắc và zin xịn. Và với cặp loa JBL hàng bãi xịn với cấu hình một bát 40 từ 19 côn 76 một mít ép kèn. Mã sản phẩm là MM35 mà bên điện tử Tổng Hoa đang chào bán với giá 19 triệu đồng. Và các bác và anh em có nhu cầu liên hệ cho bên em theo hai số điện thoại là 0974637646 và 0918249265. Ok, bây giờ em test thử chất âm một đoạn.